chào cả nhà, chào mừng cả nhà kênh Huyền Family Cuộc Sống Pháp. Đây cả nhà ơi, ngày hôm nay ở trong chợ họ bán đồ châu Á rất là nhiều cả nhà. Huyền đi chợ, Huyền thấy thì Huyền quay cho cả nhà xem cả nhà nha. Bây giờ là Huyền sẽ quay cho cả nhà xem là ở trong chợ đây đồ châu Á. Mùa Tết Việt Nam mình là không đi về Việt Nam nữa, mùa Tết của châu Á luôn cả nhà, là họ sẽ bán đồ gì nha cả nhà nha. Đây cả nhà, bên đây ở chợ họ bán đồ châu Á nè cả nhà. Mình cho Tết 2023 nữa nha. Đây. Đây nha. Đây bán bánh phồng tôm. Đồng 25 bịch. Đây sốt chung ngọt ăn với chả giò nha, 2 đồng 52. Này là mì udon của Hàn Quốc. Này mì trứng gà. Này hàng này của Thái Lan. Này là mì trứng gà mà cọ cuộn tròn đó nha. Còn cái này thì sợi. Đây. 2 đồng 66 một bịch. Mì trứng gà, mì trứng. Đây hàng à. Hàng này của mì của Thái. Đây còn hàng này à, mì nữa nha. Mì này của ai vậy ta? Không thấy mì gà. Đây còn đây là mì mì nhà mì này, mì chay không ta? Đây có củ hành nấm. Còn này mì mì gà 3 gói 1.5 đồng. Đây con mì này 2 đồng 95 mua 7 cho 3. Mì tôm cái này thì lạ nha. Này mì cua. Đây mì goreng này của Indo 50 xu một gói. Đây, một hàng Mỹ vậy. Này họ bán đồ châu Á. Này mì bò 1 đồng 1 gói. Này mì gà. Cái bên là nước da đam nữa nha. Nước da đam 2 đồng 97 chai. Này mấy cái nước xoài. Đây nước xoài. Này nước dừa 65 xu thôi. Kẹo. Kẹo mè sửng dẻo, kẹo mè sửng quế. Đây 1 đồng 9 gói. Này nước giải. Nước giải. Con này là xoài. Đây nước nha đam. Này vải đây, nước vải. Này nha đam. Này chai này nhỏ hơn. Chai này có 50ml rồi. Còn này tới 1.5 lít luôn. Còn này nước vải nè. 35 xu. Đây nước dừa 2 đồng 13. Cái lon này, loại này ngon nè, nó béo. Bánh mochi dừa. Mì mochi. Ben je puis les trois ça qui arrive. Après la Louis Vera c'est. Này nhân đậu đỏ. Còn này, còn này có mè ở ngoài. À đã có. Thì cứ xem. Ra đây. Mè.
Này hành hành phi 2.03 này, mấy cái sốt đang burger này cay. Này mấy cái nước sốt nữa nhỉ. Còn bên đây cũng vậy nè. Này giống bột chiên giòn quá thôi. Này cà ri. Này gạo của Nhật. Còn này gì? Riêu. À này để này chỉ có 1 phút. Này sốt wasabi. Này cái mấy cái nước sốt ướp thịt thôi. Này sốt để ăn với lại sushi. Này này ngọt. Này teriyaki. Để ăn với lại sushi 4.55. Còn này à, này bánh thái như bánh phở. Này bún tàu. Mì ramen. Đây là mấy cái bún, cái mì nè. Cái này là miếng, miếng Hàn Quốc. Đây. Mấy cái nước sốt thì ăn bim bim bắp. Đây, mấy loại sốt của nó này. Để trộn với miếng này. Này à, con này là gì vậy? Cay đậu phộng gì không biết luôn. Này kim chi. Này nàng hàng này là của hàng ấy, của ở của Hàn Quốc đúng không? Đây mì. Đồng 45. Này ramen. Mì ramen. Nó có kèm mấy loại sốt nữa nha. Đây mấy cái hàng mì. Này legume với sốt. Đậu nành hay gì. Đây này và heo. Cà ri. Cà ri Nhật. Cà ri Nhật. Còn này là bò. Đồng samba. Cái nào đồng 36, nhưng mà là game 36. Cái này tôm. Tôm. Còn này là gà. Teriyaki. Còn cái này hàng mì. Mì gói. Mì gói hũ. Hàng cốt. Đây là cái cốt mà dạng sữa nè. Còn này dạng kem đó nha. Cái này thì nó béo hơn. Cái hũ lớn ở dưới. Bánh tráng. Bánh tráng đồng chính. Ủa sao đồng giá mà 31cm với 22cm mà bằng giá với nhau. Này bún. Bún. Này hàng mì. Này
sốt để nấu cà ri như vậy đó. Để nấu nấu cái gì để nấu làm trộn với lại cái gì có gừng. Này mình nấu lẩu nhưng mà nhỏ. Này mày trứng gà. Nuôi chino. Ở đây nó nhiều loại lắm. Basilic với lại xả với lại quế, này me để mình nấu thôi, nấu nước nước dùng. Bên đây mì ramen của cô Hàn Quốc, đồng 51 hũ nhỏ, 2.03 hũ lớn. Mì Lào. Đây, bánh tráng gỏi cuốn. Này thấy tiếng Việt rồi biết Việt Nam mình chứ không đâu. Sản xuất ở Việt Nam. Này gạo sushi. Này nếp. Nếp này, nếp vừa gói nhỏ, có thấy có túi to nữa trên báo. Thấy vẫn có túi to nữa mà chưa thấy. Này bánh dừa, sữa dừa. 2.70 gói. Còn này bánh này Thái, này gạo Thái. À này là sầu riêng. Còn này là gì ta, băng ha? Băng đăng là cái gì? Giống đâu lá dứa, phải là lá dứa mình quá. Vì lá dứa thì phải à. Còn này sầu riêng, này lá dứa. Này à, bún tàu. Mua hai gói này, đồng 2 gói. Ở nhà cũng còn ít. Này, còn bên đây là mấy cái bánh, bánh để cuốn. Như mấy bánh cái này thì mình không rành. Cái lò bánh này phải cuốn thịt rồi rồi lách vô nha. Này giống sốt cà ri của Ấn Độ, có nước dừa. Này, nó nhiều màu. Cái này có đậu phộng với lại nước dừa. Này, 3.17 gói. Này sốt của Ấn. Này thì mình cũng không rành luôn. À coi, đây có 3 loại nha. Ai để đây mà không bỏ ra quảng cáo. Đây bên đây mì. Mì nha. Mì gạo 4.5 bao. Gạo này gạo của mấy người à, gạo hồi hay gì, gạo nữa, gạo nó tôi ra nó dài, cặp gạo nó dài, nè nha, gạo nó dài, mì, này à, nước tương để ăn với lại sushi nha, nó có hai loại, một loại mặn với một loại ngọt, nó có hai loại nha, mà này thì nó có đường. Này ba loại. À, này có muối không đây? Này mặn. Này mặn nha, này có muối. Còn màu đó như là sao không? Này mấy cái sốt. Ướp thịt nữa. Kì cô mưng. Này.
mèo, mèo đồng sao gối. Đây nước tương ớt ăn phở nữa nha. Đây, tương ớt ăn phở 2 đồng 75 chai, chai nhỏ thì 1 đồng 9. Đây, cây dưa chua ngâm đồ. Đây nha, ly ghim ngâm này giá này đồng 53, này đồng 70, này này sốt thái, sốt thái này đỏ này xanh, nào cũng có ly ghim hết, nhưng mà hình như đỏ là cay. Xuân miso này của Hàn Quốc, miso này của ai, thì giống của Nhật chứ không phải Hàn. Mấy cái bánh này cay này có wasabi. Đây, mấy cái này ngày xưa cũng có ăn, lâu lắm rồi mới thấy luôn. Năm nay cũng có một số loại đồ mới, một số loại chưa có nha. Đây, bình thường là thứ tư mà nay thứ 3 là họ đã giảm rồi nha. Dạ. Này sun miso có đậu phộng, có tofu và đậu hũ. Này sốt cà ri Thái chắc cay quá. Cái này là để làm bát Thái nè. Wasabi, cái này là giấm. Cái này sốt bát miso. Cái này không lạnh. Đây nước mắm, mắm con cá đồng 8 chai nha. Ồ, nước mắm quá trời luôn. Năm ngoái không có nhiều bằng năm nay. Mắm hôm qua mình, năm ngoái mình mua 10 mấy chai luôn cả nhà. Này sốt để ướp gà vịt. Ê, không ướp gà, ướp gà. Này sốt thì cay. Ồ, này nó nhiều loại quá. Này là sẽ mấy loại lần, cái này của Thái. Này giấm gạo để trộn vô gạo sushi đó nha. Nè bột sushi dành cho sushi. Đồ cậy nước mắm quá trời. Mắm con cá. Còn mình đây bán bia. Bia của hình như của Tàu rồi phải. Này nó có mấy bao cuốn, mấy bán mấy cuốn sách để chỉ nấu ăn ở Thái, món ở châu Á dễ nha. Con lá chuối. Con lá chuối. Ủa sao không có món Việt Nam gì vậy? Bia. Hai két 9 đồng 45. Đây ta bán mấy cây bonsai nữa nha. Thế cứ năm nào cũng vậy là họ bán mấy cây bonsai, mấy cây kiểm. Đây, mua về mình trưng Tết đó cơ nha. Đây cũng có chợ hoa chứ, nhưng mà chợ cây chứ chưa chợ hoa. Mấy cây cũng giống Việt Nam mình nhưng mà không có nhiều. Này vô trong cái này bán đẹp. Đây, một chậu bonsai 20 cm, bonsai 8 năm, 8 tuổi, trồng được 8 năm. Đây, trồng vô cái hũ, cái hộp bán đẹp nha. Đây, có cái hình tượng Phật là 19 đồng 95, cái này thì 10 đồng 95. Này
Cái này thì 2 đồng 99 nhánh. Còn đây bán mấy cái chảo để xào mì, chén. Bán mì trứng gà nữa. Này nước cốt. Này dạng kem, nó có hai loại, kem với lê, là kem với lại sữa nha. Này. Kem hai loại. Cái kem thì nó béo hơn. Này, cái hũ bự ở dưới. Ở đây cũng giống nhau nhưng mà nó khác hẳn đó cả nhà, cũng có miếng gạo, miếng tàu, định ba cái nước sốt này nọ thôi. Cái này nước tương nha, tương Maggi này ngon lắm. Bên đây là chuộng Maggi 5.50 một chai, chai thứ hai nhiêu giảm 60%, chứ trong báo đó họ phát về không quảng cáo nha. Này mì 1.50 1.50 ba gói nha. Ai muốn mua thùng mua. Cái này dum dum, cái này là quay quay, còn này dum dum. Này 1.75 năm gói. Đây. Nó khác hãng nha. Này. Cái này gà. Đây, mà bán thùng năm ngoái có 7 đồng mấy thùng, giờ năm nay chỉ 9 đồng, 99 đồng 10 đồng thùng luôn. Bạn cũng mua thùng bỏ nhà có ăn, mày này ngon.